เรื่องสอสะบัณฑิตบาเมียนบำนองทมกูกมสดายชีวิตหนึ่งตรอบสมบัติขนองกากระลองเตอไฮประบาทประมตอดสเรียขนองกรองปีเรนไซกาโนประสัมปุตปรมครูรวงซอยประเชิดเจียสัตว์ดวนสายនៅអាស្រ័យក្នុងដងព្រៃមួយក្នុងព្រៃនោះមានស្វាមួយចចកមួយភេមួយជាសម្លាញ់នឹងគ្នាបាននៅរួមជាមួយនឹងទន់សាយសត្វតាជាបណ្ឌិតគឺជាសត្វចេះដឹងតែងនាំគ្នាស្វែងរកអាហារតាមគោចរឋានរៀងរៀងខ្លួនដល់ពេលល្ងាចទើបមកជួបជុំគ្នាចំណែកសសៈបណ្ឌិតគឺទួនសាយតែងពន្យល់ធម៌ដល់សត្វទាំង3ថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវធ្វើទានរក្សាសិលធ្វើឧបោសថកម្មកុំខានសត្វទាំង3ក៏ព្រមទទួលប្រតិបត្តិតាមអាវ៉ានរបស់ទន់សាយគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃមួយទន់សាយក្រឡេកមើលទៅអាយដល់អាកាសបានឃើញព្រះច័ន្ទរះពេញវងភ្លឺស្វាងតែងក្នុងនភាល័យនៅភាល័យក៏ដឹងច្បាស់ថាស្អែកនេះជាថ្ងៃឧបោសថទើបហៅសត្វទាំង3មកប្រាប់ថាណែសំឡាញ់ស្អែកនេះជាថ្ងៃឧបោសថអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរក្សាឧបោសថហើយឲ្យទានផងព្រោះការរក្សាសិលហើយឲ្យទានតែងបានផលច្រើនសត្វទាំង3នោះព្រមទទួលធ្វើតាមលុះព្រឹកឡើងភេបានកំណត់សិលក្នុងចិត្តហើយក៏ត្រាច់ទៅរកចំណីក្បែរឆ្នេរគង្គាអ្នកទីបានឃើញត្រីប៉ិន7ដែលព្រៀងសន្ទូចដោតជាចង្កោមមកកប់ទុកក្នុងកំណរខ្សាច់ក៏វន្លើនៅសំឡេង3ដងថាត្រីនេះមានម្ចាស់ឬទេកាលបើមិនឃើញម្ចាស់ហើយក៏ពំត្រីនោះទៅទុកក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនរងចាំការគូនិងបរិភោគក៏ដេកពិចារណាសល់របស់ខ្លួនទៅអាចចចកចេញទៅរកអាហារបានប្រទះឃើញសាច់ទួនសោងស្អើមួយចង្កាក់និងតើតិចមួយដបដែលអ្នកស្រែម្នាក់ដាក់ក្នុងតោមក៏ស្រែកបន្លឺ3ដងថារបស់នេះមានម្ចាស់ឬទេកាលបើមិនឃើញម្ចាស់ហើយក៏ពំយកទៅទុកក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនរងចាំការគូនិងបរិភោគក៏ដេកពិចារណាអសល់របស់ខ្លួនទៅឯស្វាក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃរកបេះផ្លែឈើស្វាយទុំមួយយកទៅទុកក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនរងចាំការគូនិងបរិភោគក៏ដេកពិចារណាមើលសល់របស់ខ្លួនទៅឯទន់សាយបណ្ឌិតបានគិតថាចាំដល់ពេលស្រួលអញចេញទៅស៊ីស្មៅប៉ុន្តែបើមានឈ្មោកស្មោមយាចកមកកាន់សំណាក់អញគ្មានអ្វីឲ្យទេសូមបីតែអង្គនៅល្ងើក៏គ្មានដែរបើប្រសិនជាមានស្មោមវាចកមកសូមមែនអញឲ្យសារីរៈរបស់អញទាំងមូលនេះជាទានជាទានយងខ្លាំងណាស់ទន់សាយជាបណ្ឌិតដោយដែលចេះសល់និងទានចេតនារបស់ទន់សាយបណ្ឌិតដែលកើតមានពិតក្នុងចិត្តក៏ក្តៅដល់អាសនៈរបស់សកទេវរាជ
lùng đắp nụ sạc cả tiểu riêng bàn bị chả nà chiếp hẹt sọc cụp hơi tiếp chăng là bóng mơ sal nâng tiên ra bọc tuần sai bật đật có nể mất khuôn chìa priêm chá đào chô tới cần lãnh phê chìa mùn phê bàn khơi ăn nập priêm nụ hơi có sụ thả tá ảnh chùi mốc miên cả vây ăn nập priêm prap thả khuyom mộc ni pratna rop aha ba prasan chia ban bản tịnh mình tu nhom bỏ ra phố hơi nâng ra xa xa nơi không tế ni phê cho lời thả bỏ bầy hơi lục ta ngày ni nhom ban trái phân phạm phí đài xôm lục ta bị xa cho anh nập riêng tật tu nhà tục có hút tư lùm nơi cho thịt cho bàn khơi hai con dây rẽ tết nâng ân prem tha lục ta ngày ni nhóm bàn sách tuần song cháu môi chẳng cạn nâng tờ tị mùi đọp xôm lục ta vị xa hơi nấu thư xa mạng nạ thoa nông tình đi cho ân prem kron ta nửa dây tờ tu lầm ồ hơi hút tư lầm nơi đã bóc xoa thịt xoa bàn khơi hai con nơi giấy rẽ tiết cù xong nâng ăn nập rèm thả ngày nay khi nhóm bàn tại xoài tôm mùi nâng tất là chạy tê xong ăn chơi lục ta bị xa hơi nơi thơ xa mạng hòa cầm lúc chơ chia tì rì rì cho ăn nập rèm còn tại tiết tôm từ tư ẩm nò hơi hút tư lùm nơi đã bắt tuần sai bận đất tiệt. Lúc tự đào hai con ở dây rịp rộp ẩm phí xích đầy trạch ca chẳng bỏ rộp hộp à hà nâng nơi rạ xá ở bò sốt đất sâu prap đào tuần sai bận đất. Ai tuần sai bận đất bàn lư đồ chân hai con ở dây tha ta priêm ơi ta ảnh chôi mốc căn xâm nặng nhóm bảo bày nặng hai nhóm nâng bàn áo tiên đại nhóm mình thua bàn áo phần tay ba lục ta chỉ nhận ra xa xa to mình vừa bà nà tệ bát cho ta từ rớt ốc bằng cắt lương hơi mọc rắp đọc nhóm nhóm nâng lột tùm lẹ luôn trắng phần đào ra ngước lương nụ bà sách rớt bọc nhóm chân lầm hôm hơi xôm lục ta vị xa hơi thơ xa mạng thỏa cho. Pê vi liên nụ ăn priêm bàn bằng cắt lường, đòi rất thị rất bọc luôn chết xuân thu xuân thơ hơi. Mọc pháp đòi tuần sai bẩn đất. Tuần sai bẩn đất có đa tới cho chất cầm nọ lường nụ nụ dây thà. Rò xanh ba miền sát ất chế nơi trăng chẳng lọc rôm rõ bỏ dương. Xôm cầm áo sạp rồi loa khuôn bày đoàn hỡi có lưu từ khăn cùng nọ phương đòi chất riêng đô chia rưu cho hòng cho tôm lơ cùng nọ và ca chúc rõ hòm cú oa cha bê ná xôm bày tại rô mùi có mình chạy lòi rồi chạy đô chia lưu cho từ khăn cùng nọ tức sẵn sàng lùm đạp nụ tuôn sai bận đất su ăn nập rèm thả ta ơi phượng đi co trò chậm lấy ăn nập rèm sao thả chào ơi ta mình mang chia rèm tê cứ chia bà ăn nhom mọc đi đào chăng bóng mơ sao rập bọt tiền rập bọt nhẹ tê ta tuôn sai bận đất bàn bận lơ say ăn nhiệt tọp thả bỏ bật tê về riêng còn thả lời bà ăn mẹ anh bà tục chia lúc săn nữ viết tiếng mũ mọc chẳng là bọn mơ tiên rạc bạc nhóm có đôi trăng rạc bạc vây đại khá nhóm mình chẳng ai nụ miền tề lùm đạp nụ sạc cả tỷ vi riêng phùa thả mà nê tuần sai bẩn đất côn rạc bạc nẹ cho tăng nực ốc mùi cặp cầm ai rạc lục bạc lòi tư chạp thamo phân đùm đòi tì viê nụ phiếp cho bạch phút dọc cho tờ cu chìa rút tuần sai
chuộp nâng bần đuôn bạch chàn. Hai trở lập tới căn tư vệ lục vinh. Ai sát đăng bùn còn nòm khỉa rã xa sát chả rách thỏ. Đò rạp đò ọ ả dụ bàn tư các không tư vệ lục tiền ọ khỉa. Chia đợt ni bạch sát sát đà truôn trạch thà. Phê khnông ca nốt cứ à nàn. Cho cho cứ mốc cả liền. Sva cứ xa rạch bọt. Bạch ấn cứ a anu rốt. Bạch ấn nhộm a anu rốt. Tuần sai bận đất cứ ông bạch tật thạc cuột. Cứ bạch xa mạ xa mạ xa nhộm ná. Chẳng xôm anu mô tình ni nhộm. Bạn sạp nơi kia rừng kia đọt ni. Ta ạc mạ phép bạn an ni. Xôm nhộm bạn chếp cháy rút. Phật chạy trúc tiền phương nhộm ná. Hay rừng nắng chẳng mê tha. Còn thầy ra xa xa phạm như còn thầy ra xa xa rửa bỏ xa 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 nâng rừng đi trong dòng đá bậc qua đây ra xa nâng ở bỏ xa xa tuần xa chứ bản đất nâng lăng khởi mê xa lạ phần lư cực thảo xa chết ngay bỏ xa 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 có tăng chất bậc bù mật khẽ chẳng bậc bù nơi ấy nhớ bậc bù nơi phê nơi cho cho nơi nơi xoa nơi nơi này nơi xoa nơi này tạm bay nắng có bùa chưa xâm lai nắng tuôn sai chẳng có bùa kia ra sao nơi phao sọt sọt sờ kết hết đau này nắng mà ra sao phao sọt sờ mềm nè mình xâm lạp sạch mình về dân tư nắng ao tiền nắng ao tiền chẳng bờ ban xâm lai thò nè xâm lai thò chúng ta cứ trải cả ra tiền hay này nắng này chẳng ai tha chẳng bán bấm nòng thom á rồi này xịt đầy tục rồi ấy nắng trời lệ bạc trọ sầm bát ở bạc luôn trọ sầm bát nó miền ai tha bán xoài mò xoài bán xoài mò ấy cho bán ấy mò bán hộp riêng riêng luôn đấy miền kia mà xong tới ao như này anh này lệ bằng này trọ sầm bát ở bạc luôn nắng chẳng miền ai tha tiền ở bạc luôn này miền nhá là bọn tới ao nhận đầu tư và dường hai tôi bán lò bạn được rừng nắng nhóm lò nơi chưa đợt nắng vì lò nên này bà xin nhóm bán đó và phân năng tê tiền rồi bao nhiêu nơi cho dùng việc cho anh thế mà tê trăm tay xa nơi bỏ sọ tư nè mà chẳng thuộc tiền thế chẳng đã ngày nào đại thật hai bán chẳng thuê này ngày nào thuê mán trăm tay xa nơi sở pram sở bẩm bay rồi sở đọc nhận tê thôi ban phẩm năng lọ được mà ban an rừng môn bộ màn rừng hay chạy tàu năng sở cả là giả sở cả tới lập chỗ tệ và để dân thiết tới nọ tới than trai trắng đó nhóm này chẳng xôm nhóm nó khi ăn một tuần đi cả làm nơi cả an kiện đạo và hòa kiện được nóng về nên nhóm xôm ăn một tuần đi ai xôm ban chụp cháy rút phật chạy tốc chẳng phúng chẳng ngọt khi nhóm xôm ăn một tuần đi.